Dạ chào bà chị. Bà chị muốn tìm ai? Thưa bà chị, ở đây chỉ có con The, con gái tôi, chứ không có cô Hương nào mà bà chị muốn tìm cả. Bà chị ơi, nó thiếu tiền ai? Bao nhiêu? Mà chuyện gì vậy, bà chị? Bà chị bớt nóng. Còn phải số tiền mà 2 tháng trước con gửi về cho ba má đó, phải không con? Bà chị ơi, bà chị vui lòng thư thư cho tôi vài ba bữa, cha con tôi sẽ hoàn lại số tiền đó đầy đủ cho bà. Cái miếng đất sau nhà người ta đã ngã giá rồi, vài bữa nữa người ta chồng tiền rồi, cái tôi y hẹn với bà chị. Bà chị vui lòng chờ tôi vài ba bữa nghe. Bà chị, con gái tôi tội nghiệp lắm bà chị. Nó thương cha, thương mẹ. Nó đi làm ăn xa, nó kiếm tiền về cho cha mẹ nó xài, chứ nó có gạt gì ấy đâu. Nó đàng hoàng mà. Tăng quan gì, con mình mà không tin sao được. Con gái tôi nó đàng hoàng lắm bà chị à. Mày thiệt làm như vậy sao The? Mày hư hỏng đến vậy sao The? Con giết cha giết má rồi The ơi. Mày không nhớ những gì ba má dạy sao The? Nhà mình nghèo, thà cạp đất ăn chứ không để ai khi dễ, không ai thị nhổ vô mặt ba má mày. Tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên The của tao với má mày đặt nó sâu lắm phải không? Mày đem liễn cái tên The, mày liễn cái tên The, không khác nào mày liễn một quãng đời trong sạch. Rồi mày lượm cái tên Hương ở đâu mày gắn vô? Sao cái tên Hương thơm tho là một quãng đời túi nát? Mày đi khỏi nhà tao con quỷ. Thank you.
có bánh da xẻ thịt đẻ ra con. Tuy ba không nhai cơm đúng con từng bữa, nhưng ba đã từng quạt cho con từng ngày, còn đó hòn trong nôi. Con bước đi một bước, ba nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, ba mừng như ai cho già cho ba. Mỗi khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nọ đến thầy này, miễn sao cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm khuya khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tùng tìm cười trong giấc ngủ say, làm cho ba quên hết cả lao khổ đắng cay đã chồng chặt theo bao tháng năm dài. Mong cho con không nên người thầm giả gian sau này, cho con được nên chồng nên vợ. Thế con để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ. Phải chi con đi buông gánh bán bưng, hay là làm thuế làm mượn, mà con gửi về cho cha mẹ một gói thuốc rê, một lá trầu héo, hoặc là một miếng cáo khô. Những vật đó nó còn quý hơn vạn lần, nhưng đầu nhớ bằng như dân gấm lụa là. Chờ tao đứng dậy đi, bữa nay ta không đánh mày. Nhưng đây nè, tiền bạc mày gửi về, má mày thay đồ cho tao. Tao không thèm. Mày ra khỏi nhà tao, mày ra khỏi nhà. Người đang nói chuyện với tao tuy xác là con the, nhưng tâm hồn là con hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo nhà tao. Tao cũng tin rằng mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem thiết trinh đi bán khắp người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi cái đồ quấn mắt dài, đừng lẻo hành về đây mà làm nhục tổ tông. Thôi thôi thôi, đừng có lại lục gian sinh. Mày đừng có đem hai tiếng hiếu đạo nói với tao. Không có thứ hiếu đạo nào bắt con phải làm vậy. Mà những người cha mẹ nhận những đồng tiền hiếu đạo đó là những người cha mẹ vô liêm sỉ. Mày đi ra khỏi nhà tao. Thank you.
Đâu có ai suối bay, ai đưa đường dẫn lối cho bay. Có làm thì mà chịu, không làm thì mà chịu. Mày đi đi, sao mày nói hoài vậy? Trở về đấy nữa nè, mày còn lang thang ở đó, tao tự dành tao chết cho mày vừa lòng. Mày đi đi.